Mến chào quý cô chú anh chị đã theo dõi kênh Yến Nhi Hàng Nhật Bãi. Hôm nay em có kéo cắt cành con cua, dây hơi, ba lô, ống dòm, kính lúp, ly dưỡng nhiệt, muỗng, cây cắt sắt uốn sắt 13 ly, 10 ly, bào gỗ, cuốc, thùng đồ nghề, cảo, một số đồ nghề bãi, bánh xe, vợt. Thì mọi người xem video thấy món nào mà phù hợp với nhu cầu công việc và giá tiền hợp lý thì mọi người gọi trực tiếp qua số điện thoại hoặc nhắn tin qua Zalo và cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh và mọi người nhớ bấm chuông để khi mà em đăng video thì mọi người xem được sớm hơn ạ. Nay em lên mã V. V1 là em có một cây kéo cắt cành trên cao của Nhật. Cây này thì tem mác nó còn luôn đây ạ. Đây. Cây này thì hình thức của nó là nó hơi cái phần đầu trên đây đây nó hơi cũ một xíu ạ. Và cái phần ống của nó đây, ống nhôm thì nó không có bị mớp gì hết ạ. Đây, nó không có bị mớp gì hết. Và cái cây kéo này thì chiều dài của nó là được 3,6 m và thu là 1,6 m ạ. Và cây kéo này thì em bán là 700k. V1 700k ạ. Và em qua V2 là kéo con cua ạ. Đây, có hình con cua đây ạ. Và lưỡi của nó đây, lưỡi là còn nguyên zin. Đây, có hình con cua có chữ Nhật ở đây. Và cái phần này thì nó là bằng nhôm mà. Và ở đây thì nó có bị cấn nhẹ ở đây. Nó có vết cấn nhẹ, trầy xước nhẹ. Đây, và cái phần thân ở đây cũng bằng nhôm, bị trầy xước nhẹ. Và cái phần tay cầm là bằng gỗ đây. Thì kéo con cua này là nó dài được 1 mét ạ. Và phần lưỡi của nó đây, nó còn nguyên zin luôn. Thì kéo con cua này là em bán 650k V2. Và em qua V3 là cây đục dài ạ. Cây đục này là nó cũng còn mới luôn nhưng mà do là để ở ngoài mưa thì cái phần này đây nó hơi có bị rỉ như vậy đó, chữ đây, chữ Nhật ở trên đây, nó cái đầu chụp lại luôn, lưỡi của nó là cũng còn mới luôn đây ạ. À, có cái phần này đây nó hơi rỉ, nó hơi rỗ. Cái cây này thì nó chiều dài của nó ở đây là được 54 năm ạ. Và cái phần lưỡi đục này qua đây là được 2 cm. Cây này em bán là 180k V3. Và em qua V4 ạ. À. V4 là cái ba lô. Cái ba lô này thì nay là em có màu xanh, rất là đẹp luôn. Đây phía sau đây ạ. À. Phía sau thì cái phần này đây. Mình người lớn mình đeo lên thì rất là êm vai, còn trẻ nhỏ đeo thì nó chống gù ạ. Đó, và cái phần mà để lên vai mình đây, nó có cái lớp xốp rất là êm luôn. Phía
phía dưới đây là nó có một cái ngăn nữa đây ạ. Ba lô này thì rất là nhiều ngăn và ngăn nó rất là rộng. Và ba lô thì là có một thêm một cái túi để mình chùm ba lô lại khi mà trời mưa ạ. Và cái phần quai sách đây rất là chắc chắn luôn, nó có phần cộng dây cáp đây ạ. Ba lô rất là rộng. Thì các bé mình đựng được laptop đi học, hoặc là các anh các chú mình đựng laptop đi làm ạ. Và đây thì có mật khẩu nữa đây. Mật khẩu này là 3 số 0. Và khi mà em muốn đổi thì em sẽ kéo cái này em giữ và em chỉnh đây. Bây giờ em chỉnh cái mật khẩu mới này là 3 số 9. Mật khẩu mới là 3 số 9. Cái ba lô này thì cái chiều dài của nó ở đây là được 45, chiều cao là 45 và chiều ngang qua thì được là 32 ạ. Cái ba lô này thì các anh các chú mình đi du lịch thì mình đựng được 3-4 bộ đồ luôn ạ. Nó rất là rộng rãi luôn. Các bé đi học thì thoải mái. Đây, trên đây nó có cái logo đây, Quick G của Thụy Sĩ. Và dây kéo đây, nó đều có cái logo hết. Và đường may rất là đẹp ạ. Nó rất là chắc chắn. V4 này em bán là 420k. Và em qua V5. V5 thì em có cái khò ga. Cái khò ga này đây, khi mà các anh mình cho ga vào đây, mình bơm ga vào thì mình bơm ở dưới đây ạ. Và có cộng trừ ở đây thì mình chỉnh on off, mình chỉnh lửa lớn nhỏ ở đây. Cái trên đây thì là on off đây ạ. Như đây thì em đang tắt đây, và cái này thì em đang mở lên đây. Đó. Đó, lửa rất là mạnh luôn. Cái khò ga này thì em đo cái chiều dài của nó ở đây thì được là 17 ạ. Em bán 320k. V5 320. Và em qua V6 ạ. V6. Cái này cái ống dòm các anh các chú mình mua mình tặng cho các bé gái ạ, rất là thích luôn, màu hồng. Đây. Hình thức là còn mới ạ. Đây. Đó, rất là xinh, cái màu rất là xinh luôn. Cái này ấn cái nút chỗ này. Đó, nó hiện lên vậy, nó bật lên vậy. Khi mà mình gấp gọn rồi thì mình gấp gọn thì mình cho cái tay mình vào đây ạ. Cho vào đây, gấp lại. Nó rất là gọn. Chiều dài ở đây là được hơn 11. Và ngang qua em đo đây thì nó khoảng là 6,5. Cái này em bán 250k, nhìn rất là rõ ạ. Em qua V7. Cái này kiểu nó cũng giống như cái màu hồng mà nó màu đen. Cái này thì nó có là để Rista Made in Japan. Cái này mình chỉnh ra vào, cái kia cũng có chỉnh ạ. Cái V6 thì mình chỉnh ở trên đây. Đây mình chỉnh ở đây. Đó, màu đen. Còn rất là đẹp luôn. Cái này thì em đo cái chiều dài nó qua đây thì được là 10,8, ngang qua đây thì được khoảng là hơn 6 ạ. Em bán cái này 320k. V7. Em qua V8 là cái ống dòm hiệu Nikon. Cái Nikon trên đây nó để là 8x24 ạ. Cái ống dòm Nikon này thì mình nhìn xa là được khoảng 1000m ạ. Hình thức thì nó có bị trầy xước đây, nó có những cái vết trầy xước như vậy.
Và ở đây thì nó có một cái vết cấn ở đây nữa, có một vết cấn ở cái góc này, nhưng mà nhìn là còn rất là rõ luôn ạ. Khi mình nhìn mình chỉnh ở đây và mình chỉnh thêm ở đây nữa ạ. Em đo cái chiều ngang của nó qua đây là được 11. Cái chiều dài của nó ở đây là 9,5. Đây nó chữ Nikon này nó bị rách cái miếng này một xíu khúc sau đây ạ. À, nó Nikon thì nhìn rất là rõ rồi ạ. V8 này em bán là 600k. Và em qua V9. Cái ống dòm này thì có một cái túi ở phía bên ngoài luôn. Đây của hiệu Mira. Cái nó để là 8 x 21 và nhìn là xa là được 1.000 m ạ. Hình thức thì nó có bị trầy xước nhẹ phía bên ngoài thôi, đây vết trầy nhẹ thôi, nhìn cũng rất là rõ luôn, nhìn xa được 1.000 m. Cái này thì em đo nó ngang qua đây thì được là hơn 10. Và nó được qua đây thì cao dày thì nó được là 7,5 ạ. Cái này rất là gọn, cho vào cái túi nè. Thì cái V9 này em bán là 500k. Em qua V10. V10 cái ống dòm này là của Pinobet. Nó là 10 x 25. Nhìn là được từ 96 m cho đến 1.000 m đây ạ. Nhìn rất là rõ. Đây, phía trong đây đây nó có chữ Japan. Có chữ Japan này. Cái loại này đây, khi các anh các chú mình nhìn thì mình chỉnh ở trên đây và chỉnh ở đây ạ. Zoom ở đây. Như cái này thì cái phần này đây nó hơi bị trầy xước nhẹ cái phần này thôi. Đó. Còn cái phần này thì còn rất là đẹp luôn. Nhìn rất là rõ luôn. Chiều dài ở đây là được 11,3 ạ. Và ngang qua đây thì được là 6 ạ. Đó, mặt kính của nó đây. Cái này em bán 650k V10. Và em qua V11 là cây sáo ạ. Sáo này còn mới luôn, nó còn giấy tờ đây của nó luôn, nó còn một trong cái hộp như vậy. Nó có là một cây sáo to, một cây sáo to và một cây sáo nhỏ ạ. Đây của Japan này, nó có chữ Japan ở đây. Bon Resan. Cây sáo nhỏ thì nó để ở đây là hiệu cây sáo nhỏ đây. Cây sáo lớn. Một hộp thì nó này nó được hai cây và có hai cây vệ sinh luôn, một cây ngắn một cây dài và có một cái hũ sáp luôn ạ. À, hàng còn trong hộp luôn. Đây nó để đây là cây lớn là Resan và cây nhỏ đây ạ. À, Tanesbi Junior đây, nó của Japan. Là hai dòng sáo luôn ạ. Rất là ít gặp. Thường thường là chỉ có một loại thôi, một cây lớn thôi. Thì cái combo này em bán là 600k V11. Và em qua V12 là cái kính lúp ạ.
cái kính lúp này đây, thì cái tay cầm đây, tay cầm màu đen này là nó bằng nhựa cao cấp à, hay và nó cái nó viền cái kim loại đây đó. Cái này thì nó có chữ Japan đây. Kính đây, kính là không có bị trầy xước gì hết ạ. Đó, cái này về các anh mình lau lại rất là sáng luôn. Thì cái mặt kính qua đây, cái đường kính của cái kính này qua là được 7,5 ạ. Em bán cái này 220. V12. Và em qua V13 to hơn. Nó cũng là tay cầm của nó là bằng nhựa, và cái phần này thì là viền cái khung của nó là khung inox ạ. Đó, mặt kính to hơn. Thì cái đường kính của cái này qua đây là được 10 ạ. Đó. Có nhiều người thì thích to, có nhiều người thì thích nhỏ cho nó gọn. V13 này em bán là 340k. Và em qua V14 cũng là một cái kính lúp luôn. Cái kính lúp này thì dùng pin ạ. Cái này đây nó có trong cái hộp luôn. Cái này thì của mình xài hai cục pin to ạ. Cái này tem mát nó còn luôn đây. Đó. Cái đèn màu vàng phía bên trong. Kính này không có bị trầy xước gì hết, nhìn rất là rõ. Cái mặt kính của cái kính này đây thì đo qua là được 8 ạ, đường kính qua là 8. Đây cái kiểu dáng của nó đây, nó không phải hình tròn ạ, nó dạng như hình vuông cái phần nhựa đây ạ. Cái này là còn mới. Thì cái kính này em bán là 420k V14 ạ. Cái này là của National. Em qua V15. V15 là mấy cây nhíp à. Ở đây em có được 3 cây nhíp là còn mới luôn, chưa qua sử dụng. Nhíp này là inox của nó là inox 304. Nó dài là 18 cm. Cái loại này thì loại xéo ạ. Nhíp xéo. Này em bán 80.000 3 cây. V15 ạ. Em qua V16 là muỗng canh của Đức. Đây nó có cái logo hai hình người của đây Zia Willing Henkel. Và inox của nó là inox 304. Đây. Inox 304. Cái muỗng này thì cái chiều dài của nó đây là được 24 và cái đường kính qua đây là được 6,8. Muỗng này muỗng múc canh ạ. À. Em bán là 100k một cái. V16 100k một cái. Và em qua V17 là muỗng ăn cơm ạ. À. Muỗng ăn cơm này thì cũng của Đức luôn nè. Nó cũng là Willing. Logo hai hình người. Đây. Inox 304. Muỗng này thì nó dài ở đây là được 16 năm. Cái này qua đây là được 4,5. Như muỗng này thì mình ăn xong mình vệ sinh nó rất là dễ ạ. Muỗng này thì em bán nó là 40k một cái. V17 40k một cái muỗng này. Và em qua V18. V18 là cái bào rau củ ạ, bào củ. Củ cay. Cái bào củ của cai thép là thép không dỉ. Made in Japan. Này ạ. Cai made in Japan. Cái bào này em bán 100k ạ. V18 100k. Em qua V19 là cái ly giữ nhiệt. Cái ly giữ nhiệt này thì nay em có cái loại trơn. Cái loại này thì cái
cái dung tích của nó cũng tầm 400-450 ml, thì nó cao ở đây là được 12, và cái đường kính miệng nó qua đây thì nó được là 8,5 ạ. Cái ly này là chưa sử dụng luôn ạ, à. Nó còn tem bát của Nhật luôn. Thì cái này em bán là 70k một ly. Cái này các anh các chú mình uống bia, uống bia uống nước ngọt là nó lâu tan đá, nó giữ lạnh cho mình hoài. Và em qua V20 là đầu chia 3 này. Cái này em bán 90k. V20. Em qua V21, cái này chia 5 luôn ạ. À. Đầu chia 5 luôn. Cái này em bán 140k V21. Em qua V22 là cái đồ bơm xe có đồng hồ ạ. Đây, cái này nó còn ở trong cái hộp như vậy luôn. Đó, có chữ Nhật đây. Cái này thì em bán là 320k V22 ạ, 320k. Hàng là còn mới luôn đây ạ. V22 320k. Em qua V24 là cái đồ bơm xe ô tô, xe máy loại thẳng đứng ạ. Đây cái đầu của nó đây. Cái này em bán 70k V24. Em qua V23 là cái đầu bơm xe máy, xe đạp, xe ô tô luôn đây ạ, bằng đồng. Một cái đầu này là em bán 50k một đầu ạ. Hai cái thì là 100k. V23 50k một cái. Em qua V25 là dây cáp ạ. Dây cáp này ở đây thì em có là 4 cộng. Một cộng là nó dài được 1 mét ạ. Và cái dây này ở đây thì nó được 1,95 ly, gần 2 ly. Em bán 120k 4 cộng dây cáp, một cộng là dài 1 mét. Em qua V26. V26 là cái đồ mà để phun cát, phun cát khô. Đây, cái này thì ở đây thì em thấy nó có là một cái dây này là em đo là được 3 mét. Đây, cái dây của nó đây rất là dày dặn, dây này như là dây cao su à, nó rất là dày dặn luôn. Còn cái cây, nó cho thêm một cái cây này nữa trong cái hộp của nó đi cùng đó, và một cái đồ để mình phun cát khô. Cái phun cát khô này thì các anh là dùng trong đánh rỉ sắt thép hoặc là xe máy à, nó mình bắn ra để mình đánh cái phần rỉ đó đi đó. Và có thêm mấy cái đầu này nữa ạ, trong một cái bộ của nó đó, một cái bộ của nó đây đầy đủ như vậy. Thì cái này em bán là 240k một cái bộ này ạ, phun cát khô mình đánh rỉ. Và em qua V27.
V27 là cái bộ để sửa điện thoại. Đây, nó có một cái đồ để lấy sim và một cái miếng này để mình giật cái mặt kính lên đây ạ. Và thêm mấy cái dụng cụ để sửa đây, rồi vít ốc, rồi mấy cái miếng nại đồ lên ở đây à. Đó, một bộ của nó đây. Bộ này em bán là 180k V27. Em qua V28 là cái bát tủ ạ. Ở đây em có là được 4 cái, nó có ốc luôn. Đây nó có bịch ốc. Đây. Một cái như vậy, nó có 4 cái như vậy ạ. Em bán 80k. V28 80k. Qua V29 là cái này thì để các anh với chú mình gắn vào cây cưa à. Cái size này size mini. Size mini ở đây nó để 6 inch ạ. À. Cái này nó để mini 1/4 6 inch. Thì cái này nó dài ở đây chắc được khoảng 15 cm. Em bán 60k V29. Em qua V30. V30 là đầu chia hơi. Cái này thì cái gen trong này á, thì em đo nó là 21, còn cái gen ngoài này á, là 16, và cái đầu này á, là 10 ly. Đó, cái đầu của nó kiểu nó như vậy đây. Em bán 60.000 V30. Và em qua V31 là cái van mini. Ở đây thì em có 5 van. Đây. Cái này thì dành cho các anh các chú mình bên mài dao mài kéo đây. Một đầu này thì mình có thể dùng một cái ống nhỏ, giống như là ống dây truyền nước ạ. Truyền nước để mình lắp vào đây và mình sử dụng, nước nó chảy nhỏ để mình mài dao mài kéo mình, kiểu như vậy. Đó, cái này là cái van. Cái van mini này thì em bán nó là 100k 5 cái. V31. Em qua V32 là cái ma ní ạ. Ở đây em có 9 cái ma ní. Em đo cái độ dày này của nó ở đây thì nó được là 6 ly. Cái độ dày này là được 6 ly ạ. Và chiều dài của cái này thì được là 3,5 cm. Đó. Cái ma ní. Em bán 9 cái này là 150k V32. Và em qua V33 là ở đây em có mấy cái móc 10 cái ạ. À, 10 cái móc đó, để các anh mình treo đồ đây. Em bán 80k. Nó là inox. V33 80k. Em qua V34 là cái miếng cắt ạ. À. Miếng cắt này dùng cho cái này là dùng cho cái máy mài khuôn 3 ly ạ. À. Nó có đủ luôn, nó có đủ size luôn. Em thấy nó để từ nhỏ tới lớn đây. Đó. Em bán 70k. V34 ạ. À. Em qua V35 là cái ví. Cái ví này thì các anh mình đựng tiền, đựng giấy tờ, nó rất là nhiều ngăn luôn. Dây kéo là còn ok ở đây, dây kéo đây, đó,
còn ok. Cái ví này thì em đo qua đây là được 12. Và cái phần này chiều cao của nó thì được 9,5. Màu đen. Cái này em bán 220k V35. Và em qua V36 là cái móc khóa của Đức à. Logo hai hình người. Cái này thì một đầu thì mình bấm móng. Một bên thì mình kéo cắt. Một bên đây dao và mình mài dũa. Nhỏ gọn xinh xắn. Cái này thì em đo cái chiều dài nó được 5,5, hơn 5,5. Cái này em bán 150k V36. Em qua V37. V37 cũng là một cái đồ bấm móng của Đức. Cái này bấm móng xéo à. Còn mới luôn. Có một cái đầu chụp lại nữa. Đây, nó không có bị mẻ gì hết. Còn mới. Rất là gọn. Chiều dài của nó ở đây thì được 9 cm. Em bán cái này 140. V37 140. Em qua V38 là một cái con dao của Thụy Sĩ à, dao móc khóa. Đây, ở đây thì nó cũng có một cái lưỡi dao. Ở đây thì nó có chữ Victorinox de Squidmark. Một cái đồ để mình dũa móng. Đây, dũa móng. Cái này thì một kéo. Một cái nhíp. Và đây thì một cái tăm. Cái này thì em đo nó được cái này thì đo khoảng 5,8. Em bán 150k. V38. Em qua V39. Cái này nó to hơn. Hay cái size này nó to hơn ạ. Nó dài ở đây là được 6,5. Nó cũng là một dao, rồi một cái mặt một cái dũa móng. Nó cũng có chữ ở đây nè ạ. À. Cái này nó dính keo. Nó chữ Victorinox đây, Squidmark ở đây. Chữ nó hơi nhỏ à, nên nhìn nó hơi khó. Đây. Squidland. Và ở đây có một cái kéo to. Và ở đây thì có cũng có một nhíp, và một tăm giống như cái cây kia. Cây này hiện bán 200 ạ. V39. Em qua V40 là cái khóa. Khóa này thì mình khóa xe đạp, xe máy đây. Đó, khóa xe đạp, xe máy, khóa cửa nhà. Cái này thì phía bên ngoài đây. Phía trong là dây cáp đây và nó bọc nhựa dẻo phía bên ngoài, rất là chắc chắn luôn. Đó, nó bọc cái phần nhựa cao su phía bên ngoài đây, rất là chắc chắn. Và mật khẩu cái này là 5 số 0 ạ, 5 số 0. Đó. Và khi mà các anh các chú mình muốn thay đổi mật khẩu thì mình quay theo cái mũi tên này đây. Đó, mình quay theo. Đó. Quay nó vô khớp rồi thì bắt đầu mình chỉnh sang số khác ạ. Đây em chỉnh này là 3 5 số 1. Rồi em chỉnh xong rồi em quay lại. Thì mật khẩu mới của em là 5 số 1 ạ. Đây. Đó.
Cái này em bán 180k. V40. Khóa mật khẩu. Và em qua V41 ạ. À. V41 là cái đầu mà gắn vào cái đầu gắn vào cái phay gỗ đây. Ở đây thì em có 15 đầu, 15 đầu 6 ly. Đầu của nó là đầu 6 ly. Cái này là còn mới luôn do để ở bãi đây. Và cái phần này là cái hộp gỗ nên nó có bị móc cái phần gỗ thôi, chứ nó không có ảnh hưởng gì hết ạ. Đây các anh nhìn đây, đó, nó còn rất là mới luôn, chưa qua sử dụng. Đây cái hộp phía bên ngoài của nó đây. Đây nó để ở đây là 15 chi tiết. Đầu là đây nó để 6,35 mm đây. Và trên đây thì em thấy nó có để thêm mỗi cái thông tin gì của từng đầu đây. Cái này thì em không có rành. Em để các anh mình xem. Nó để cụ thể từng đầu luôn. Thì một cái hộp này em bán là 480k. V41 ạ. Và em qua V42. V42 thì ở đây là em có như trong cái như cái này thì ở đây. Cái này là đều còn mới hết, chưa sử dụng, có cái thì nó bị rỉ thôi. Nhưng mà đầu của nó đây là còn mới. Cái này thì ở đây nó có là từ một có một cây nhỏ là 1.5 và là từ 3 4 5 6 7 8 9 10 ạ. À. 2 4 6 8 9. À. Có một cây này là 1.5 rồi bắt đầu là từ 3 4 5 6 7 8 9 10 và ở trong cái túi mà phần còn lại này thì nó có là một cây 9, hai cây 8, một cây 5 và một cây 7 ạ. À. Đó. Thì em bán luôn tại vì nó bị lộn xộn mà. Em bán luôn cái combo này luôn là 250k. V42 này là 250k là combo lộn xộn mà. Đó, để cái canh cái chuối mình dùng đều là còn mới hết. Chưa qua sử dụng. Và em qua V43 là cái dây hơi ạ. Cái dây hơi này thì nó dài là 12 mét. Của Hàn Quốc ạ. Đây, cái dây của nó đây em có test qua rồi, không có bị xì, bị lủng gì hết ạ. Có chữ đây. Made in Korea. Cái dây hơi 12 mét này thì em bán là 200k. V43. Và em qua V44 là kéo cắt tóc và cặp kéo, một cây kéo cắt và một cây kéo tỉa của Kai. Kai Japan. Kéo này thì em đo cái chiều dài của nó ở đây là được 15 và cái phần lưỡi của nó ở đây là được 6,5 ạ. À. Thì cái combo kéo này em bán là 350k. B44 ạ, à, 350k, kéo là còn mới. Em qua V45 là cái kìm điện ạ. À. Made in Japan. Kìm này là cái phần răng của nó đây, không có mẻ dập gì hết ạ. Và cái phần tay cầm bọc cao su. Kìm này thì cái size nó to, nó dài ở đây là được 21,5. Em bán 250k. V45 ạ. À. Qua V46 là cái bộ lục giác của Mỹ. Cái bộ này ở đây thì
có được là 9 cây. 18, 6, 5, 4, 3, 2.5, 2, 1.5. Còn mới luôn. Của Diêu đây. Thép là thép đen ạ. Thì cái bộ này em bán là 350k V46. Em qua cái mũi phay ạ. Cái mũi phay này là nó dài 24 cm. Và cái đường kính của nó là 32 ạ. Và nó nặng là 1,1 kg. Này cũng còn mới luôn đây. Nó có cái vết mẻ ở đây một xíu. Đây, nó có cái vết ở đây. Một góc nhỏ ở đây ạ. Cái này là để bị cấn nè, chứ em thấy là chưa có sử dụng luôn, còn rất là mới luôn. Thì cái V46 này em bán là 180k. Em qua V49. À, cái mũi phay này là V47 ạ. Cái mũi phay này là V47. 180k, nặng 1,1 kg. Và em qua V48. V48 cái này cũng là cái mũi phay luôn. Em thấy là ở đây nó có 6 cây. Từ size lớn đến size bé. Size lớn nhất ở đây là nó để 16.5. Size kế là như size kế thì lại không để đây. Rồi cái đầu size này thì nó để ở đây là 12.4. Rồi size bé nữa thì nó không để ạ. Đó. Nó có cái size bé nhất luôn đây. Thì cái hộp này có 6 mũi này em bán 120k. Giá siêu rẻ luôn. Em qua V49. Là cái đầu mà chuyển từ đầu bắn bu lông 1/2 sang mũi khoan kẹp 13 ly ạ. Đầu của nó đây. Thì cái này em bán là 120k V49. Em qua V50 là hai cái cục đá mài ạ. Cái này thì đầu là đầu 6 ly. Em đo chiều cao của cái này là nó được 4,8 và cái đường kính của nó qua đây là được 3,5. Cái này em bán 100k hai cục to. V50 100k. Em qua V51. V51 là hai cục bé hơn. Nó dài thì cũng bằng là 4,8 mà cái đường kính nó qua thì được khoảng 2,5. Đó, nó nhỏ hơn 1 cm. Đầu cũng là đầu 6 ly. Dùng cho cái máy khoan kẹp 6 ly. 80k cặp này ạ. V51. Em qua V52 là cái van. Van này van 21 của Ý. Cái này là bằng đồng thau ạ. Cái này thì nó chịu áp được 16 kg. Cái này em bán 80k. V52. Em qua V53 là van 27. Cái này thì em bán 100k. Nó cũng chịu áp được 16 kg luôn ạ. Bằng đồng thao. 100k V53. Và em qua V54.
V54 thì cái đầu này là đầu đầu 1/4 ạ. 12 chi tiết. Ở đây thì bắt đầu nó để ở đây là 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ạ. Có thêm một cái cây nối dài nữa đây, một cái cây cần. Một cái bộ này em bán 260k, đầu 1/4, thép là thép CRB hiệu Umi của Nhật. Và em qua V55, cái đầu để các anh gắn vào máy bắn vít đây. Đó, cái đầu của nó đây. Cái này là nó uốn qua lại được luôn, hình chữ U luôn đây ạ. Nó trong những cái ngóc ngách thì các anh mình rất là dễ sử dụng. Chiều dài của nó ở đây thì được là 30. Cây này em bán 150k, V55. Em qua V56 là cây kéo bếp ạ. Cây kéo này thì mình cắt thức ăn ở trong bếp, thức ăn chín ạ. Kéo này thì nó là thép không dĩ. Nó dài ở đây là được 19. Nó cái logo đây, cái logo hai hình người ở đây của Đức. Đây, phía ngoài sau đây nó cũng có đây ạ. Đây, nó có chữ Willing Get Money. Đây là còn mới luôn. Mình yên tâm mình sử dụng, mình cắt thức ăn. Bán 320k, V56. Em qua V57 là cái kéo tỉa. Kéo tỉa này thì em bán là 60k. Nó dài ở đây là được 19 năm. Và cái phần lưỡi của nó là được 6 cm. Cái này thì các anh các chú mình cắt tỉa lá nhỏ mỏng thôi. 60k. Em qua V58 là kéo cắt cành trắng đỏ à. Cái phần lưỡi của nó đây không có mẻ dập gì hết đây. Chiều dài của nó ở đây là được 20 ạ. Size 20, 180k, V58. Em qua kéo cắt cành đỏ ARS ạ. Đây, nó có cái chữ nó dập trên con ốc đây, ARS. Ở phía ngoài sau đây, Made in Japan ARS, có hình con cá sấu đây. Cái này thì size của nó là size 19 ạ. Em bán 320k. V59 ạ. Lưỡi của nó đây, không có mẻ dập gì hết. Em qua V60 là một cây búa ạ. Cây búa hiệu Faki của Nhật, Made in Japan. Cái tay cầm thì bọc cao su ạ. Và cái phần này là sợi thủy tinh màu đỏ đây. Và cái đầu của nó là đầu thép trắng không dỉ. Đó, còn mới luôn, nguyên zin, đầu nhổ đinh của nó đây. Cây này thì cái chiều dài của nó ở đây là được 22 năm. Và cái phần đầu đóng em đo qua là 1,5. Em bán là 140k. V60. Em qua V61 là cây dũa kim cương ạ. Cái phần tay cầm là bằng gỗ đây. Cái phần này là bằng gỗ đây, có chữ Japan. Và chiều dài đây là được chiều dài tổng thể là 26,
phần giũa ở đây thì nó được là 15. Em bán 130k. V61 130k. Em qua V62 là một cây tanh tô à. Có cái bao da phía bên ngoài. Đây, thép của nó là thép lạnh, khuôn theo giáp ban, thép lạnh, không rỉ. Phần tay cầm thì bọc cao su. Chiều dài tổng thể của nó ở đây là được 31. Phần lưỡi ở đây là được 17. Và cái bảng ngang qua đây là được 2,7. Và độ dày ở đây là được 4,7 ly. Em bán 480k V42. Em qua V62 ạ. V62 là 480k. Em qua V63 là cái bộ khóa này là cái hiệu của nó là hiệu Copec. Copec này là của Mỹ ạ. Ở đây thì em có là được 12 cây. 12 cây là nó từ size 8 đến 19 ạ. Cái bộ này đây, nó thép của nó đây. Thép của nó là thép CRV. Em bán 550k. V63 550k gồm có 12 cây. Hàng của Mỹ. Em qua V64 là ở đây em có cái miếng này thì để các anh các chú mình à, chà vào miếng gỗ, miếng sắt đây. Đó. Cái này thì cái độ mịn của nó 3.000, 3.000 rất là mịn. Cái này thì mình gắn vào cái đầu 6 ly đây, đó, gắn vào máy khoan kẹp. Thì em đo cái đường kính của cái này qua đây là được 8 ạ. Em bán 60k. Cái này thì có một miếng như vậy, khi mà các anh mình sử dụng miếng này xong thì mình gỡ ra, mình thay cái miếng này vào, nó có hai miếng để mình xay cua. V64 600k. Ủa lộn, V64 là 60k, em nói nhầm. Em qua V65. V65 là cái mỏ hàng nguyên combo luôn. Ở đây đây nó có một cái cây. Cái này là mình dùng điện 110 110V ạ. Công suất là 60W và nó có chỉnh luôn đây, nó chỉnh nhiệt độ ở đây, nó có chỉnh nhiệt độ ở đây nữa. Nó có thêm này, nó đầy đủ luôn. Đó. Một bộ của nó đây. Một bộ của nó như vậy. Nó có các đầu để mình thay đổi luôn. Đó, một bộ của nó. Thì cái này em bán là 180k. V65 180k. Em qua V66 là cái ben nè. Cái ben này là được 100, 100 đi, 100 đây, nó có để 100 ở đây. Đó, một cặp này. Một cặp này em bán là 150k. V66. Và em qua V67. V67 là cái dây câu này nó dài là 50 mét, là hai cuồng này luôn, hai cuồng này nó dính lại với nhau đây ạ. Và cái đây. Cái dây câu này thì cước của nó đây, nó để ở đây là 0,67 ly. Đó. Và trên đây thì nó để là dây câu số 16. Còn mới luôn, chưa sử dụng. Em bán 100k. Dài 50 mét.
Và cái này thì nó dài 1.000 m. Dây câu số 6. Đây, cái này thì nó nhuyễn hơn nữa đây. Đó, nó nhuyễn, nó mảnh hơn nữa. Đây, còn mới luôn, chưa sử dụng, nó dán ở đây đây. Em bán là 140k, V68. Em qua V69. Cái này là để dây câu số 4, là nó mỏng nữa đây, nó mỏng. Đây, đó, dây câu số 4. Cũng dài 1.000 m, còn mới luôn. Em bán 140k, V69. Em qua V70 là cái túi da của Nhật. Đây, nó có chữ đây. Đây, còn mới luôn, nó còn ở trong cái túi như vậy luôn. Cái túi thì nó hơi cũ thôi, còn cái phía túi da ở trong thì còn mới. Đây, nó có chữ Made in Japan ở ngoài đây. Chữ đây, Made in Japan. Tem mát nó còn luôn đây. Cái này các anh các chú mình để kéo cắt cành nè. Cái này thì em bán nó là 250k. V70. V70 250k. Em qua cây cây này là uống sắt được mà mình cắt sắt cũng được luôn ạ. Cái cây này thì cắt sắt là được 10 với 13 ly. Em thấy nó có để ở trên đây. Nó là của hãng MCC và nó có chữ Japan trên đây luôn. Này, nó có chữ Japan ở đây. Và nặng là được 12 kg ạ. Và nó dài là 1 m. Nó là cái phần cắt đây. Phần cắt, phần uống của nó còn mới luôn. Đây, của MCC Japan. Cắt được 10 ly. Đó. Hình thức đây thì cái phần lớp sơn của nó thì nó bị bong tróc thôi, nhưng mà cái phần lưỡi cắt và lưỡi uống thì còn rất là đẹp. Thì cái cây đó em bán là 1.500.000 ạ. Cây cắt uống sắt là 1.500.000. Và em qua cây rìu chữ L ạ. Cây rìu này thì nó nặng là được 2 kg mốt. Nó dài là 90 cm. Lưỡi của nó đây rất là sắc luôn. Đây, nó có những cái vết cấn nhẹ thôi. Đây, nó có những cái vết cấn nhẹ ở những cái góc này thôi. Nhưng mà lưỡi của nó đây rất là sắc. Các anh mình củi rất là ok, chặt cây vậy. Chiều dài cái phần lưỡi của nó ở đây là được 12,5. Và chiều dài của cái phần lưỡi rìu ở đây là được 18 ạ. Cây này em bán là 500k, V71 500k. Và em qua V72 là cái bào gỗ ạ. Cái bào gỗ đây của Nhật. Tem mát của nó là còn luôn đây. Cái hiệu của nó ở đây là nó nặng là tầm khoảng 10 kg. Cái hiệu của nó, cái số của thông số của nó đây là 1804C. Điện là mình dùng điện 110V. Công suất là 1100W. Nó có ghi thông tin trên đây hết. Em chỉ đọc trên đây thôi ạ. Và
cái vòng xoay của nó thì là 12.000 vòng trên phút. Và cái lưỡi thì nó dài ở đây là 136 mm ạ. Nó để trên đây hết. Và cái phần này là mình chỉnh cho cái phần bào nó dày hay nó mỏng là ở đây. Đó, điện thì dây điện rồi thì bên em đã làm lại hết rồi. Đây. Cái anh về mình chỉ cần sử dụng thôi, nhưng mà phải sử dụng đúng điện 110 110V. Đây, cái phần lưỡi của nó đây ạ. Đây, cái phần lưỡi của nó đây, em chưa chỉnh lên. Đây, cái phần lưỡi của nó đây, nó xoay ở đây. Nó rất là nặng luôn ạ. Thì cái này là em bán V72 này là 1.100.000. Các anh cái chú mình mà làm bên mộc à. Và em qua V73 ạ. V73 là cái cuốc. Cái này thì ngay là nó có cái túi luôn, cái túi đây, cuốc quân đội nó có cái túi phía bên ngoài. Đó, và cái lưỡi cuốc đây. Cái lưỡi cuốc này thì nó dài ở đây là được nó dài ở đây là được 19,5. Và cái bảng ngang qua đây là được 15. Và có luôn thêm một cái cây để các anh cái chú mình gắn vào. Đó. Rất là tiện. Gắn vào da rất là tiện luôn. Có cái túi vải nữa. Thì cái lưỡi cuốc này nguyên cái combo này luôn. Em bán là 200.000 V73. Và em qua V74 là cây cưa ạ. Cái phần tay cầm là bằng gỗ ạ. Và cái phần lưỡi cưa đây. Lưỡi cưa. Còn rất là sắc luôn. Cái lưỡi cưa này thì ở đây là nó dài. Thì nó để ở đây là SK11 nè. Lưỡi cưa này thì nó dài ở đây là được 20. Cái này em bán 100.000 V74. Em qua V75. V75 là cái đồ cắt ống ạ. Cái này nó để ở đây là 3 inch và mình cắt ống tối đa là 75 mm. Cái phần lưỡi của nó đây rất là sắc. Cây này thì nó rất là to, nó dài ở đây là được 46. Em bán 350.000 V75. Em qua V76. Cái này thì nó có chữ trên đây, chữ trên thân này ạ. Cây này thì nó còn mới. Đó. Cây này thì nó dài ở đây là được 35. Em bán 300.000 V76. Đó, cái phần của nó đây. Cái phần miệng của nó đây. Không có bị mẻ dập gì hết, rất là trơn tru. Em qua V77. V77 là cái cảo hai chân. Cái cảo này thì nó nặng là 3,6 kg. Nó là của Mỹ ạ, Blue Bond của Mỹ, thép là thép CRV và nó là size 8 inch và nó là 200 mm ạ. À. Đây, nó dài 200 mm.
nặng 3,6 kg, em bán là 720k V77. Và em qua V78. V78 thì cái cảo này là size 6 inch. Size 6 inch. Nó dài là 150mm của Blue Bond luôn ạ, của Mỹ. Này thì nó nặng là 1,7 kg và em bán là 400k V78. Em qua V79 là cái cắt ống nước ạ. Cái hiệu của nó đây, High Duty. Cái này thì em đo là cắt ống tối đa là 8,5 cm. Đó. Hình thức của nó thì cái lớp mạ nó hơi bị bong tróc nhẹ thôi ạ. Đây, nó hơi bị bong tróc nhẹ. Như góc này thì nó có bị vết cấn nhẹ thôi. Nhưng mà đây, cái lưỡi cắt của nó đây, nó mình vẫn cắt rất là ok, lưỡi cắt là không có mẻ dập gì hết. Đó. Cái này thì để ở bãi nó bị nước mưa thì nó rỉ cái phần này đây. Đó. Em bán là 300k V79. Và em qua V80 là hai cây cưa. Cưa này thì các anh các chú mình cưa ở trong ngóc ạ. Trong ngóc, trong ngách. À, đây, nó có chữ Made in Japan đây, lưỡi cưa đây, còn rất là sắc luôn. Tay cầm thì là bằng gỗ ạ. Chiều dài cái phần lưỡi này đây là được 20. Chiều dài tổng thể của nó thì nó được là 33. Thì em bán combo hai cây cưa này là 60k. V80 60k. Và em qua V81 là cây bú bi ạ. Cây bú bi này thì nó dài ở đây là được nó dài ở đây là được 16. Và chiều ngang qua đây là 9 và phần đầu đóng ở đây là được 2,6. Em bán là 160k V81. Và em qua V82 là cây búa nhổ đinh. Đây, một đầu đóng, một đầu nhổ đinh và phần trên đây thì nó có 500 nữa ạ. Đây, chữ của nó trên đây. Cây này thì em đo cái chiều dài qua đây là được 10,8. Và phần đầu đóng qua đây là được 2,5. Chiều dài cây búa này cũng 16. Em bán 160k V82. Em qua V83 là cây kéo cắt ton. Cái size của nó là nó dài được 35 cm ạ. Đây, nó có cái lò xo mình gắn vào mình cắt. Khi mình cắt thì mình gắn cái lò xo vào. Và khi mình không có cắt thì mình gỡ cái này ra đó để cho nó sát vào. Cái phần lưỡi này thì nó được là dài 8,5. Em bán là 250k V83. Em qua V84 là cái bào. Đây, cái bào mình cầm về mình đẩy tới ạ. Đây này thì nó còn tem mát luôn. Cái bào này thì cái phần mà lưỡi bào đây còn rất là sắc. Cái phần mà lớp mạ thì nó hơi bị kiểu bị bong tróc đây. Nó bị bong tróc như vậy. Cái màu sơn mạ đen. Nó bị bong tróc cái lớp mạ. Lưỡi này thì các anh các chú mình có thể chỉnh được ở đây luôn. Tháo ra. Cái cây này thì nó dài tổng thể ở đây là được... tổng thể là 24 và phần lưỡi ở đây là được 5,4 ạ. Em bán cái này 120k V84 ạ. Em qua V85
là cặp cắt kẽm của MCC. Đây, cây này thì của MCC đây. Đó. Lưỡi của nó đây, không có mẻ dập gì hết. Rồi một cái cây này thì cái phần này thì cái tay cầm nó làm nó bằng nhôm ạ. Đó. Nó cũng không có mẻ dập gì cái miệng luôn. Cây này cũng vậy. Hai cây này thì cái chiều dài của nó ở đây là được 21. Đó, hai cây bằng nhau luôn. Em bán là một cặp này là 220k V85, giá siêu mềm luôn. Em qua V86. Cái cây này uốn sắt ạ. Đó, uốn sắt nó bằng thép. Thì chiều dài của nó là 50 cm. Và cái này đây, cái phần mà để mình uốn đây thì uốn sắt được 12 ly dạ, size to. Thì cái này, cây này nai thì cái phần mà màu trắng này thì cái phần mạ đây nó hơi bị bong tróc đây, nhưng mà cái phần uốn đây còn rất là đẹp luôn. Đó. Cái phần để mình uốn sắt thì không có bị ảnh hưởng gì hết ạ. À. Như nó bị bong tróc cái lớp mạ đây. Và cây này cũng là của Mỹ luôn đây ạ. À. Đây, nó có chữ đây. USA, của Chicago, USA. Thì cây này nay em bán chỉ 350k V86. Và em qua V87 là cái cặp vợt ạ. À. Cặp vợt này thì em có màu đỏ. Cái này thì dành cho các bé học cấp 1 ạ. À. Nghỉ hè rồi thì các bé đánh vợt tập thể dục buổi chiều chơi. Cái này là chỉ bé cấp 1 chơi thôi chứ người lớn mình không chơi được ạ. À. Cái cặp vợt này thì ở đây thì nó có thêm hai cái trái cầu nữa để các bé mình thay đổi. Thì chiều dài của nó ở đây là được chiều dài thì nó được là gần 60, 59 ạ. À. Gần 60 cm. Thì một cái cặp này em bán là 80k. Thì ở đây em có được là hai cặp. Mọi người xem video thấy món nào mà phù hợp với nhu cầu công việc và giá tiền hợp lý thì mọi người ủng hộ em nha. Em cảm ơn.